Thăm chúc Tết công nhân đang thi công công trình cầu vượt sông Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm của tỉnh. Cầu vượt sông Hương sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chống ùn tắc, giảm tải lưu lượng cho tuyến quốc lộ 1A và các tuyến qua trung tâm thành phố Huế. Ngoài ra, cầu còn giúp hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía tây thành phố Huế, phát triển kinh tế xã hội, du lịch dịch vụ, cải thiện đời sống dân sinh. Đến thăm cán bộ công nhân trên công trình, đoàn công tác ghi nhận có gần 200 kỹ sư công nhân của các đơn vị thi công, giám sát cùng nhiều phương tiện cơ giới vẫn miệt mài làm việc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá rất cao sự nỗ lực, công tác phối hợp giữa các đơn vị với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thi công công trình. Tiến độ công trình đến thời điểm này được đảm bảo, nhất là việc khắc phục khó khăn để đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ thi công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phương xin chúc cả công nhân về quê sum họp gia đình, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.